đây ba gì ra. Anh ơi ngưng ngưng. Sao anh ơi ngưng nhạc. Sao chị? Bị sốt là tao nghi rồi. Mà sốt đi sốt lại mà sốt đúng giờ nữa. 5 giờ chiều là sốt. Tội nghiệp lắm, 5 giờ chiều là sốt. Biểu hiện đầu tiên. Biểu hiện đầu tiên là đi dính chai nữa. Dinh chai nưa đó là cũng như là uống thuốc rồi là bà nội ơi, con mới nằm nhà thương con chưa có chết sao đồn dữ vậy trời. Thì chúng đồn gì đó lộ, nó nghe là lộ. Trời ơi là trời. Bây giờ em đừng con có nói sốt siêu vi mấy má ơi. Không có, em đừng có nói đây là triệu chứng đầu tiên thôi. Chị mới đi hát cho mọi người mà nhiễm HIV nè, em đừng có nói. Trời đâu cái bệnh này không có sao em, ung thư nó chết liền nhưng mà sida nó còn sống tốt lạc quan sống mấy chục năm. Không, đừng sợ. Em đừng sợ. Quan trọng là sức khỏe. Quan trọng em biết là quan trọng là tinh thần, em hiểu không? Em yên tâm đi, bên em còn có mấy chục thành viên không bỏ em chơi trội đâu. Em đừng quý đâu. Ơi ai thương thì ủng hộ nha. Đêm cuối chị lộ quyên góp chị lộ đó. Dạ đó, người ta quyên góp rồi coi thèm gì ăn nha cưng nha. Nhớ thèm ăn chân gà xã Tắc Quỳnh Nhâm 70.000 một hũ đó, hũ nhỏ lên giá rồi 80.000 hũ lớn nhỏ, hũ lớn chăm giữ phải không cưng? Không có, tuần này bệnh nguyên nhà chưa giao kịp đâu, tuần sau đi. Trời ơi trời, má ơi con bị sốt siêu vi. Không, chị biết là đừng giấu, ở đây ta biết hết trơn rồi. Thôi gán nha, giữ sức khỏe. Bên em còn mấy chục chị em ở trong này đang hỗ trợ cho em. Yên tâm, hứa với chị đừng bao giờ suy nghĩ lung tung nha. Giờ số tiếp anh ơi, vô. Mẹ này bị gì vậy trời? Mấy gì ra, mấy gì ra số, gì ra mấy gì ra, mười gì ra, mười gì ra, mười gì ra, mười gì ra. Ở dưới quê làm ăn mà không khá, em lên Sài Gòn em đi bán bánh cam. Con mười tám cuộc đời gì ra mấy gì đây, mấy gì ra, con hai gì đây, hai gì ra, hai gì đây, hai gì ra. Chiếc xe Honda dài mà 100 thước, nhạc công ngồi trước, mai thiên tai mà ngồi sau. Hai đứa dắt nhau chạy xô về Tây Ninh, còn 29, còn ba gì đây, ba gì ra. Chứ đi đâu nè, chứ đi đâu cho thiếp theo cùng, đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam. 38, mấy gì đây, buồn gì đây, con muốn gì đây, ai đi về đây, sao không về đây thăm lại Cà Mau. Năm canh đàm dê thì từ ngu mới đành đời trong gió, nơi miền Tây đất quê hương, nơi miền dân sống yêu thương, dù có đi nơi nào cũng từ quê hương. Sao đậm tình người quê em ở miền Tây. 47 mấy gì ra, cái số gì đây, số gì đa. Con số ba con mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Ho 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 ho. 31 vô, 30, 31. Sáng vô mặt bằng một cái chát luôn. Trời, chị đắc tội với em ạ. 31, 2 gì đây, 2 gì đây. Người con gái kia, ho 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 ho. Hồ 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 hồ. 24 vô. 24. 24 là tấm vé tờ hình. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng em sẽ tràn xuống phục vụ dòng loại cuối cùng quý vị nha. Ủng hộ liền tay cho bộ đội cuối cùng quý vị nha. 24 vừa kêu qua có 1, 38. Từ từ 38 có 2, số 19 có 3, số 3